Trên tay của mình đây chính là kem dưỡng ẩm có khả năng hỗ trợ trị mụn có tên là Glycon Therapy 7% của Evelyn Cosmetics mọi người nhé. Và sau đây Kha sẽ nói là cái trải nghiệm của mình khi sử dụng em này mọi người nhé. Thứ nhất á, là em này cái chất kem á, là cái chất cream nhưng mà nó không có quá đặc mọi người nhé. Và nó màu trắng, nó có cái mùi hương liệu khá là thơm. Và khi mà chúng ta bôi lên trên da á, thì ngay lập tức á, là da của chúng ta sẽ có một cái lớp dưỡng ẩm nó khá là dễ thấm ở trong da của mình. Và khi mà các bạn thoa lên da tầm khoảng 1 phút đi, khoảng 1 phút là cái lớp kem nó sẽ thẩm thấu vào trong da của chúng ta. Và khi mà nó thẩm thấu xong rồi, nó sẽ để lại một cái màng, mà cái màng này cũng khá là mỏng mọi người nha, khá là dễ chịu ở trên da. Nhất là những bạn đã treatment sử dụng em này cấp ẩm làm dịu da khá là tốt ha. Và đặc biệt là đối với những bạn mà bị mụn, nếu như mà bị mụn vừa mọi người, ví dụ như là mụn mụn đầu đen ở mũi nè, ở xung quanh má nè, ở trên trán á, hoặc là các bạn thuộc loại mà da nhờn mà da của chúng ta bị nổi mụn á, thì các bạn sử dụng cái em kem dưỡng ẩm này khá là tốt mọi người nhé. Và trong bảng thành phần Kha xem á, thì em này là có glycerin nè, rồi có B5 nè, có AHA nè, có BHA nè, và có cả niacinamide mọi người nhé. Mọi người biết rồi đó, AHA và BHA là một trong những cái chất để làm thông thoáng lỗ chân lông, rồi loại bỏ những cái tế bào già hóa trên lớp da của chúng ta, làm cho da của chúng ta được thông thoáng, được điều màu, kiềm dầu khá là tốt. Còn niacinamide trong sản phẩm này thì mình thấy em có cái khả năng là kiểm soát sợi bã nhờn, rồi kiềm dầu, làm thông thoáng lỗ chân lông và dưỡng ẩm, cũng như là có cái khả năng giúp cho da điều màu và làm cho da của mình dễ thở, không có bị nổi mụn mọi người nhé. Đặc biệt là trong này có glycerin nè, có B5 nè, những cái chất đó là những cái chất mà cấp ẩm tự nhiên cho da. Cho nên khi mọi người mà bị mụn á, nhất là các bạn thuộc da dầu mụn, tuổi teen mới lớn á, hoặc là những bạn mà tới ngày đèn đỏ đi mà bị nổi mụn á, thì khi sử dụng kem dưỡng ẩm này khá là tốt mọi người nhé. Và khi mà Kha sử dụng em này tầm khoảng 2 tuần thôi thì Kha thấy cái da của mình á, nó được cấp ẩm và nó điều màu ha. Bên cạnh đó thì Kha thấy là cái sợi bã nhờn ở trên mũi của Kha nó cũng được kiểm soát khá là tốt khi mà Kha kết hợp thêm với lại serum niacinamide mọi người nhé. Bây giờ Kha sẽ lấy cái chất kem ra cho mọi người xem nha. Nè mọi người. Mình thích cái kem dưỡng ẩm này ở chỗ gì các bạn biết không? Chúng ta sử dụng kem dưỡng ẩm này 3 ngày nữa, nhưng mà chúng ta đi ra đường thì nó cũng không có bị lộ nha mọi người. Nhất là những bạn nam á, hoặc là những bé trai mà bị mụn á, sử dụng cái em này á, thì mình đi ra ngoài đường á, người ta không có biết mình sử dụng kem dưỡng ẩm đâu mọi người ơi. Cái em này không nâng tông da mọi người nha. Cái thứ hai nữa là khi sử dụng em này á, là Kha thấy nó thẩm thấu ở trên da khá là nhanh và để lại một cái màng khá là mỏng ở trên da. Và em này á, Kha nói là có khả năng hỗ trợ trị mụn, cho nên á, là cái khả năng mà làm bít tắc lỗ chân lông là không có mọi người nhé. Tuy nhiên á, là Kha không thích cái em này ở một chỗ là em này có hương liệu nha mọi người, cho nên khi mà sử dụng ở trên da thì chúng ta có cái mùi nó khá là nồng ở trên mũi, giống như là cái mùi kẹo serum mà nó thơm, thiệt là thơm vậy đó mọi người. Và khi chúng ta thoa lên da thì nó cái mùi này nó lâu lắm. Kha để qua đêm và sáng hôm sau thì cái mùi thơm nó vẫn còn thoang thoảng ở trên mũi của Kha mọi người nhé. Cái em này lưu hương khá là lâu quá mọi người. Cái điểm thứ hai mình chưa thích tới em này á, là cái chỗ là em này chưa có kiềm dầu đỉnh cho lắm. Đặc biệt là đối với những bạn mà thuộc da mà siêu dầu, giống như là đổ cái chảo dầu trên mặt á, thì em này á không có kiềm dầu tốt cho da mặt của các bạn đâu. Cho nên đối với những bạn mà thuộc da dầu, mà da siêu dầu á, thì sử dụng serum niacinamide, sau đó thì các bạn hãy bôi em này lên, thì Kha đảm bảo với mọi người là sáng hôm sau thức dậy á, là da mặt của chúng ta không hề đổ dầu nha mọi người. Cái kem dưỡng ẩm này sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu và gia công ở tại Nga. Cái hộp này á, thì bên ngoài là bằng thủy tinh, ở trên thì nắp mũ, cho nên là Kha thấy cầm lên khá là sang và khá là chắc chắn. Và cái khả năng bảo vệ chất kem bên trong cũng khá là ok mọi người nhé. Với dung tích là 50ml và giá dưới 200k, thì Kha khuyên á, đối với những bạn mà da dầu,
da dầu mụn, hoặc là những bạn mà có mụn hơi hơi á, hoặc là đối với những bạn mà muốn sử dụng một loại kem dưỡng ẩm nó nhẹ đô mà tiết kiệm á, thì các bạn nên sử dụng em này. Còn đối với những bạn mà thuộc da khô, da hỗn hợp tiêu khô thì sử dụng em này á, là nên sử dụng có lớp dày dày một tí mọi người nhé. Thì nếu như mọi người hỏi Kha chấm điểm á, thì Kha sẽ chấm em này á, là 8,5/10. Đối với một số bạn á, là mới tập tành skincare hoặc là có mụn muốn sử dụng em này á, thì các bước sử dụng như thế nào Kha cũng hỗ trợ cho các bạn luôn. Là buổi tối á, trước khi ngủ các bạn nhớ là sử dụng nước tẩy trang mọi người nha. Rồi sử dụng một loại sữa rửa mặt thật là nhẹ, dịu, phù hợp với làn da của mình. Sau đó thì các bạn lau mặt cho khô. Nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn có thể sử dụng thêm một cái loại serum niacinamide. Rồi sau đó thì bôi em này lên rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thì các bạn cũng có thể là tẩy trang, rồi sữa rửa mặt, rồi sử dụng em kem dưỡng ẩm có khả năng hỗ trợ mụn này lên trên mặt một lớp mỏng thôi. Rồi sau đó thì các bạn sử dụng thêm một lớp kem chống nắng. Rồi khoảng 30 phút sau thì chúng ta bịt khẩu trang, chúng ta đi ra ngoài đường thoải mái mọi người nhé. Nếu như mọi người có điều kiện thì mọi người có thể sử dụng thêm là AHA hoặc là BHA. Nó cũng dễ dàng lắm. Còn nếu như mà các bạn có những vấn đề về da, thật là nhiều cái vấn đề, thì mọi người có thể sử dụng thêm là retinol hoặc là chitinol hoặc là những cái loại treatment khác. Thì mọi người có những thắc mắc gì thì mọi người cứ bình luận bên dưới, Kha sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bạn nha. Tất cả các sản phẩm mình review đều có trong đây mọi người nha. Mọi người hãy bấm vào đường link màu đen. Đợi một tí thì qua đây có hết tất cả các sản phẩm mà mọi người cần.